Đối với xin chào khán giả người Việt TV, sau đây là những tin đáng chú ý trong ngày. Bạo loạn tại Ferguson sau khi đại bồi thẩm đoàn không truy tố cảnh sát. Người biểu tình Hồng Kông xô sát với cảnh sát, dẹp chướng ngại vật và Pháp hoãn quyết định chuyển giao chiến hạm Mistral cho Nga. Sau đây là phần tin chi tiết. Bạo loạn tái diễn trên đường phố Ferguson cũng như một số nơi khác trên nước Mỹ sau khi một đại bồi thẩm đoàn quyết định không truy tố một cảnh sát viên da trắng trong cái chết của Michael Brown. Thành phần biểu tình đã nổi lửa đốt các tòa nhà và một số xe cộ, cũng như cướp phá các cửa tiệm ở nơi thiếu niên 18 tuổi không võ trang bị bắn chết. Trong khi đó, tại California, từ Los Angeles, Oakland, Berkeley tới San Francisco và San Jose, cũng có các cuộc biểu tình biến thành đốt phá, cướp bóc. Đến sáng ngày thứ ba, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút ở các khu thương mại ở Ferguson và mảnh kiếng bể phủ đầy đường, nhưng các con đường ở thành phố này hầu như vắng bóng người. Các thiệt hại đêm thứ hai có vẻ trầm trọng hơn rất nhiều so với các cuộc biểu tình bạo loạn từng diễn ra sau vụ nổ súng hồi tháng 8. Giới hữu trách cho hay họ nghe thấy hàng trăm phát súng, khiến nhân viên cứu hỏa không thể tiến vào các khu phố để làm nhiệm vụ. Có 61 người bị bắt giữ tại Ferguson trong đêm, nhiều người vì tội trộm cắp và xâm nhập bất hợp pháp. Tại thành phố St. Louis, có 21 người bị bắt giữ, phần lớn vì các hành vi đập phá, hôi của. Chỉ huy trưởng cảnh sát St. Louis County, ông John Belma cho hay, nếu quận không thể huy động 10.000 cảnh sát viên, ông không nghĩ rằng có thể ngăn cản thành phần muốn phá hủy cả cộng đồng này. Quyết định của đại bồi thẩm đoàn có nghĩa rằng cảnh sát viên da trắng Darren Wilson sẽ không bị truy tố tội hình sự ở cấp tiểu bang, tuy rằng cuộc điều tra ở cấp liên bang vẫn đang được tiến hành. Biện lý Bob McCulloch cho hay, đại bồi thẩm đoàn gồm 9 người da trắng và 3 người da đen đã họp 25 ngày trong 3 tháng, nghe hơn 70 giờ các cuộc thâu băng lời khai của khoảng 60 nhân chứng, kể cả 3 giảo nghiệm viên và các chuyên gia khác. Hàng ngàn người biểu tình, phần lớn ôn hòa, nhưng cũng có nhiều nơi biến thành bạo động ở các thành phố lớn khác ở Mỹ vào tối ngày thứ hai. Tổng thống Barack Obama kêu gọi có sự bình tĩnh và thông cảm cùng sự kiềm chế của cả hai bên, cảnh sát lẫn người biểu tình. Tại tiểu bang California, từ Oakland và Berkeley sang tới San Francisco và San Jose, các đám đông tập trung để phản đối việc không truy tố ở Ferguson, tiểu bang Missouri. Bạo động xảy ra ở Oakland khi hàng trăm người biểu tình tràn ra đường, ngăn cản giao thông. Có lúc ra cả xa lộ 580, khiến cả hai chiều di chuyển bị cản trở trong nhiều giờ trước khi bị cảnh sát chống bạo loạn dồn họ trở lại trong thành phố. Trong một khu vực rộng khoảng 4 khu phố tại trung tâm thành phố Oakland đã bị cướp bóc, hôi của. Cảnh sát cho hay có ít nhất 40 người bị bắt. Nhân chứng cho biết nhiều tiệm nơi đây bị thành phần bạo loạn cướp phá. Các cuộc xô xát xảy ra khi cảnh sát Hồng Kông tìm cách dẹp bỏ một phần nơi chiếm giữ của thành phần tranh đấu đòi dân chủ tại khu Mong Kok hôm thứ Ba. Tiếp theo một phán quyết của tòa ra lệnh tái lập giao thông, với một số người biểu tình bị bắt đưa lên xe cảnh sát. Khu vực Bong Kok gồm đông đảo người lao động sinh sống, là nơi từng xảy ra các vụ bạo động trong 2 tháng trời có biểu tình đòi dân chủ ở đặc khu Hồng Kông này. Hàng trăm cảnh sát được huy động để đứng canh chừng, trong khi các nhân viên dọn dẹp thi hành lệnh tòa để mở lại con đường Erie Street cho xe cộ lưu thông. Lúc đầu không thấy có phản ứng kháng cự nào, nhưng đến trưa đã có sự đối đầu khi cảnh sát tiến sát phía biểu tình để dồn họ đi nơi khác và bắt giữ một số người. Cảnh sát võ trang chống bạo loạn tiến vào nơi đây lúc chiều tối, đưa tới nhiều vụ xô xát với người biểu tình. Khoảng hơn 20 người bị bắt giữ trong ngày thứ ba, theo tin từ giới truyền thông. Các nhân viên dọn dẹp đội mũ an toàn màu trắng và mặc áo khoác đã tiến vào dẹp các chướng ngại vật bằng gỗ trên đường phố, sau khi người biểu tình cuốn lều của họ cùng các đồ riêng tư đi nơi khác. Lệnh giải tỏa được tòa đưa ra theo đơn kiện của một công ty xe buýt nói rằng việc chặn đường gây thiệt hại cho sự làm ăn của họ. Đặc khu trưởng Hồng Kông, ông Lương Chấn Anh, người gọi các cuộc biểu tình là bất hợp pháp, yêu cầu phía tranh đấu giải tán và trở về nhà của họ. Hiện có hàng trăm người biểu tình còn lại ở khu vực đường Nathan Road gần đó. Tuy nhiên, giới truyền thông địa phương cho hay, một phần nơi đây cũng sẽ bị giải tỏa trong tuần này. Tổng thống Pháp François Hollande hôm thứ Ba đình hoãn vô thời hạn quyết định của ông về việc chuyển giao chiếc đầu tiên trong hai chiến hạm đổ bộ có chở theo trực xăng loại Mistral mà Nga đặt mua, do tình hình cuộc chiến ở Ukraine lúc này. Ông Boland thấy rằng tình hình ở khu vực đông Ukraine hiện chưa thuận lợi để cho phép việc chuyển giao chiến hạm đầu tiên. Do đó, ông quyết định là nên tạm thời đình hoãn cho tới khi được thông báo sau việc cứu xét yêu cầu chấp thuận chuyển giao chiếc chiến hạm đầu tiên cho Liên bang Nga. Pháp trong mấy tháng qua đã bị áp lực nặng nề từ các đồng minh Âu Châu, đòi phải hủy bỏ giao kèo bán hai chiến hạm loại Mistral trị giá khoảng 1.58 tỷ đô la. Thứ trưởng Quốc phòng Nga, ông Yuri Borisov cho hãng thông tấn RIA hay hôm thứ Ba rằng Nga sẽ không đi kiện Pháp nếu không giao tàu, nhưng trông đợi là Pháp sẽ tôn trọng giao kèo. Chiếc Mistral có trọng tải tối đa là 21.000 tấn, có khả năng chở theo một tiểu đoàn lính, từ 16 đến 35 trực thăng tùy cỡ, khoảng 40 chiến xa cùng 4 loại tàu đổ bộ loại nhỏ.
Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi phần tin Người Việt TV hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Okay. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.